Đây là một trong những cái cửa hàng xôi độc nhất ở Việt Nam nha cô bác anh chị. Đây là gánh xôi của anh Phong và anh đang bán ngay tại thành phố Long Xuyên, An Giang. Mình bán trước số nhà đường gì anh? Đường Lâm Nguyên, thuộc thành phố Long Xuyên, An Giang, và bán từ lúc 4 giờ chiều cho đến hết thì thôi. Và mọi người thấy cái thâu xôi của anh này lạ ha. Bây giờ bảy mười vậy, nhưng nhiều ha. Này cô bác chị thấy này, cái gánh xôi của anh á, anh không có để trong một cái thau bình thường mà anh để cho một cái thau vung lên như vậy à, nhìn rất là ấn tượng. Khi mà để tránh cái xôi nó rớt ra ngoài á, lấy mấy cái muỗng sắn lại. Bán nãy giờ cũng được khoảng gần một tiếng đồng hồ rồi mà cái thau nó cũng bớt đi một phần, và anh làm mớp cái thau cho nó dài đi. Ở đây thì mình thấy có xôi nếp cẩm nè. Cái bên trái màu vàng là xôi gì anh? Xôi giò Thời Viên. Thời Viên. Bây giờ là giá của mình là 5 ngàn. 7, 10 năm bán nữa có lũ giá. 5, 7, 10 tùy giá. Ai mua bán nhiều á, vô giá. Mấy ngàn? Bán đó đi. 7 hay 10? 10 luôn đi. 10 luôn. Đây là xôi cháy. 10 ngàn xôi cháy. Xôi đường ít thôi. Vừa đủ ha. Cái này là cái bánh gì vậy? Xôi dị chiên. Xôi dị chiên. Anh trai đang mua xôi dị chiên này. Không bán giùm nữa anh. Dạ 48 anh. 48 ngàn 4 cái. 12 ngàn cái à. Rồi. Cái này là anh bỏ đậu xanh là dừa đúng không ta? Xôi dừa lên. Rồi ép đậu xanh. Này mọi người thấy là một món này nha, xôi dị chiên 12 ngàn. Cái này gọi là bánh bánh hủ tiếu khoai mì. Hủ tiếu khoai mì. Ừ. 10 ngàn bịch. 10 ngàn. Bánh bò, chè, bánh da lợn. 1, 2. Bánh bao chỉ, cúp dẹp. 3, 4. 1 và 2 nè, 3 nè, 4 nè. 5, 6, 7 loại chè. Rồi 4 loại xôi. Nếp mời đem nhận ông là đem đỡ 20. Em đỡ 20 đi. Mà mình không ra sớm mà tới 4 giờ chiều mình mới ra vậy anh? Ờ nấu nhiều á, nấu ngà không à, nó lâu lắm. Anh Phong bán vui tính lắm. 7 giờ sáng nó nấu tới chiều. Nhưng em thắc mắc một cái điều nè, sao anh không làm một cái thau bự ra một tí, anh làm cái thau bị tí vậy? Bự nó để không có vừa, không vừa vàng á, tủ á. Vậy mình bán mấy chục năm qua là ra là cứ cái thau này suốt à? Em nghe nói là có một cái giai đoạn á, là mọi người góp ý là che chắn lại đỡ bụi, thì anh cũng đã mua cái đồ che lại rồi. Có xe đóng tủ kiến gì đó, bán như xe thôi đó mà bán không được. Bán không được là do nó nó làm sao anh? Lấy bọc đậy luôn mà bán không được, vỡ ra thì gì nè, bán không được. Bánh bò 12. Bánh này thì 12 ngàn, nhưng mà cái xôi của anh nó có sầu riêng nữa nha mọi người. 12 hả có. Có một cái thau thì anh làm mớp lại cho nó vừa cái tủ. Có nghĩa là khi mà bày ra là cái tủ mình có nhiêu đây, diện tích nhiêu đây thôi. Cho nên là anh thiết kế làm sao mà cái thau xôi nó vừa cái tủ nhà mình ha. Hồi xưa là bán lá chuối, bây giờ là có bọc mau. Hồi xưa cực gọc rau chùi cực lắm. Ai chỉ cho anh cái cách mà kê mấy cái muỗng này để tụi mình suy nghĩ đó. Hay chứ nó không rớt ha. Ừ. Mua mấy chục cái muỗng để kê gánh xôi này là. Đây, này xôi bò 10 ngàn. Có tí đậu xanh. Xôi gì vậy? Ở đây thì anh có để một cái muỗng sầu riêng ở trên để cho mọi người thấy là xôi nó có cái vị sầu riêng nè. Đem đi xe, bao nhiêu tiền á?
1, 2, 3, 4 chục gì. Nếp thang, nếp cẩm, đậu xanh và xôi bò. Dạ không. Bánh bò áp chảo nữa hả chị? Bánh bò chảo á. Bánh chảo hả? Bánh bò chảo. Dạ không. Đây là gói xôi thành phẩm nè. 10 ngàn. Này là 10 ngàn ha anh? Dạ, 7 ngàn nha. 7 ngàn thôi. Ừ. 7 ngàn rẻ trời. Gói bự luôn á. Đâu đi. Một miếng dây lợn ha. 10. Đậu xanh hả? Dạ đúng rồi. 7 hay 10 vậy? 7 hay 10 vậy? 10 luôn đi. Rồi. Xôi là có bánh kẹp. 10 ngàn là có thêm bánh kẹp ha? 7, 7 ngàn bánh kẹp. Bán 2 gói giò với 1 miếng thang. Ở miền Tây thì xôi mọi người hay có cái bánh kẹp á. Hoặc là bánh phồng cũng có. Có 7 ngàn, ngon ghê không? Mười lăm. Qua hàng, 7 hàng hơn. 7 hay 10? Thấy anh làm rất là nhanh. Gói liên tục à. Hai mốt cơ. Hai mốt. Rồi. Để gì vậy? Nếp hàng hả? Nếp kẹp này đủ ha. Nếp hàng, có nếp hàng cháy nữa. Ừ, tại này mình nấu á. Không có cháy, xôi không có cháy. Khách bắt đầu đông rồi. Số giờ nè mọi người. Rồi 20. 3 giờ hả anh? 7 hay 10 vậy? Rồi 7 ngàn một gói. Đây mùi nước cốt dừa thơm luôn á. Mình mê nhất là cái thau xôi của anh. Anh Phong anh bán anh bày biện nó đẹp lắm. Làm rất là nhanh. Hai mốt anh. Để vào bịch để bán cho khách. Bịch này thì giá là 12. Bán rất là nhiều món nha mọi người. Thiệt ra thì ai đi ngang qua cũng ấn tượng cái thau xôi anh hết à. Ở nhà mình anh làm hết vô đây luôn ha. Ừ nhà. Có cái bánh nào là mình phải đặt không? Đi đếm không? Có đó, bánh bò nãy thôi, bánh đó. Ta mới làm đợi là đếm. Để con 7 hay 10 vậy? 10 đi. Ờ. Lấy cái sợi dây kìa. Rồi. Đặc sắc kia hả mọi người? Dạ. Đó, sầu riêng. Ở dưới ra đậu xanh đánh nữa. Bây giờ kinh tế nó khó khăn, ai cũng bị ảnh hưởng hết nè. Dạ. Ở Sài Gòn xuống cái này cái thấy cái bánh xôi này mê mẩn quá. Dạ. Đây.
cô bán vé số mua xôi. Đã nơi luôn mọi người. Có lẽ là em thấy là cái xôi vò là bán chạy nhất ha. Cái con 10.000 xôi. Xôi gì vậy? Nếp 2 ha. 2 hứng. Xôi nếp 2, 10.000. Xôi này thì có bánh kẹp. Thấy cách bài trí của anh rất ấn tượng ha. Bây giờ là trời nó muốn đổ mưa, hy vọng rằng là gánh xôi của anh Phong á mau mau hết trước cái khi mà trời bắt đầu đổ mưa, bán hết sớm. Nhiều hộp đó ta, để rượu rồi. Nhiều hộp ơi. Anh Phong có nói với mình là khi nào mà bán hết á thì sẽ kéo bớt cái muỗng ra. Gánh xôi ấn tượng ha mọi người. Trời đổ mưa cho nên là anh đang chia dù chia bạc để tránh mưa. Và đây là một trong những cái con phố mà được cho là ẩm thực nổi tiếng ở Long Xuyên. Mỗi buổi chiều thì rất là đông đúc khách đến đây để thưởng thức. Và bây giờ thì mình sẽ mua một ít bánh này để mang lên Sài Gòn ăn thưởng thức. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đoạn clip này. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.